Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn nó cùng mình là Nguyễn Ngô Thắng. Hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cách tạo hiệu ứng lồng ánh vào chữ như thế này. Lồng ánh vào chữ nó sẽ làm cho chữ ảnh của mình nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì chúng ta bắt đầu vô video luôn nha. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình, mở cho mình một cái trang che trắng như thế này. Đấy, sau đó các bạn nhấn vào chữ T bên đây, chữ T đây nha, và định dạng cờ chữ, ghi cờ chữ mà các bạn muốn đó, rồi dàn chữ, rồi nâng lên một chữ đồ đó. Cái này mình chắc sẽ để 500. Đấy, ok, rồi các bạn gõ chữ đi. Mình sẽ chọn dàn chữ khác, phông chữ khác. Đây, cho nó giống mẫu. Đó, các bạn bấm vào cái phần bốn mũi tên này. Đấy, rồi các bạn vào file, chọn Play Embedded, mở một cái ảnh lên đó, mở một cái ảnh lên nha. Đó các bạn căng lên cho nó vừa với cái chữ đó, các bạn kéo ra, ấy kéo ra đó, kéo cho nó vừa với cái ảnh, với cái chữ. Các bạn nhấn Enter, sau đó các bạn nhấn chuột phải vào đây, nhấn chuột phải vào cái ảnh, chọn Ray Clip Mask. Đấy, còn thôi sẽ có một cách nhanh gọn hơn, mình sẽ bày cho các bạn. Để bạn nhấn giữ phím Alt, đưa giữa ha, chính giữa hai cái giữ chữ và giữa giữ cái chữ với cái ảnh này, chính giữa đây bạn nhấn cái, xin lỗi bạn, nhấn cái ấy là nó sẽ cũng được. Rồi để được tạo được như kiểu này thì các bạn giữ phím Ctrl, nhấn hai, nhấn vô và layer chữ với layer ảnh, nhấn Ctrl T, sau đó nghiêng ra kéo xuống. Đấy, nhấn Enter. Rồi thì sau đó các bạn giảm opacity của hai này xuống. Đấy, đó, vậy là chúng ta đã tạo thành công xong. Đó, ok, nếu các bạn cũng thấy cái video hướng dẫn của mình hay, hãy nhớ cho một like, share, subscribe để mình động lực tiếp tục có video, và có thể nhấn vào quảng cáo trên video để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.